Xin chào mọi người, ta chào họ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học phi âm bài số 3, ngữ âm bài số 3. Bài ngữ âm bài số 3 này thì dễ học hơn nhiều. Bởi vậy chúng ta học không có bị căng thẳng, nó dễ dàng. Cho nên là bài này là chúng ta học đã có kiến thức học mà ngữ âm bài 1, bài 2 rồi. Bài 3 này là phần còn lại, chúng ta học tranh thủ làm sao mà qua nhanh, chỉ có là một vài ba chữ thì hơi khó thôi. Rồi, chúc mừng mọi người là chuẩn bị là qua cửa ải phi âm là 3 bài nha. Rồi bây giờ mời các em hãy đọc theo thầy là phi âm bài số 3, phần 1 là lẫn mẫu. Rồi, các em đọc theo này nha. Các em lưu ý là chữ này với chữ này nè giống nhau, chữ này là chữ U. Chữ này là U nhưng mà có hai chấm ở trên đầu nữa thì nó đọc là Y nha. Rồi mời các em đọc theo nè. Chữ này là U, đọc giống U. U U A Wa, đọc là U A Wa. U O Wo, đọc lại U O Wo. U I Y, U I Y. Rồi U A W, đọc là U A W, U A W. Các em lưu ý cái chữ U A W này nè, là nó có thể viết tắt á, là bỏ chữ E chính giữa đi, là viết tắt là thành chữ là U với chữ Y thôi. À, tức là nhìn thấy chữ U với Y này thì vẫn hiểu rằng là nó là viết tắt của chữ này nha, vẫn đọc là U A W. Rồi U An Wan, đọc lại này. U An Wan, U Ân Quân, U Ân Quân, Quân viết tắt là còn lại U với N thôi nhưng mà vẫn là Quân Quân. Rồi chữ này U An Wan, đọc lại đây. U An Wan, Wan đây. U Ân Quân, U Ân Quân, U Ân Quân. Ta đọc lại U U A Wa, U O Wo, U A Wai, U A Wai, U An Wan, U Ân Quân, U An Wan, U Ân Quân. Rồi chữ U hai chấm trên đầu ta sẽ đọc là Y, môi chì dài ra giống như môi cá chép á ha. Khi mà chúng ta nhìn là cá chép nó ăn mồi á, nó đưa cái môi dài ra để nó hút mồi, thì cái chữ duy này muốn đọc được chuẩn là môi chì dài ra nè. Duy khi nào là đọc phát âm hết rồi môi chúng ta mới thu lại nha. Đó nè, duy phát âm xong chúng ta mới thu môi về trở lại vị trí cũ bình thường. Đọc lại duy, nếu mà không đọc giống như vậy á, cái môi chúng ta không bắt chước giống như vậy, chúng ta sẽ đọc di 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 là nó không đúng nha. Đọc lại di này, di e duê, đọc lại di e duê, di an duên, đọc lại này di an duên, di ân duyên, di ân duyên. Duyên chứ không phải là dùn nha. Duyên, đọc lại duy ân duyên. Đúng rồi, đọc lại nè. Duy duy ê duê, duy an duyên, duy ân duyên. Đọc lại duê duyên duyên. Rồi tiếp chữ này nè, chi. Ta lưu ý ba cái chữ là chi chi si. Ba chữ này là lưu ý, các em lưu ý nha, ba cái chữ là chi chi si, ba chữ này không bao giờ đi với cái chữ u, tức là ba chữ này không đi với u này này, nó không có ghép âm với chữ u được. Thay vì nếu mà nó đọc là ta nhìn cái chữ này này tưởng rằng là cái chữ này là âm u mà không phải đâu, cái chữ này chính là chữ duy, bởi vì nó không đi chung với ba chữ trên, cho nên cái chữ duy có hai chấm trên đầu là theo quy tắc là người ta sẽ thống nhất với nhau là bỏ hai chấm trên đầu đi. Thành ra là nhìn thấy cái chữ này nó giống như U nhưng nó vẫn là Duy. Thấy ngộ chưa? Lạ, kỳ lạ ghê ha.
thấy nó như âm u nhưng mà vẫn phải đọc như âm duy, bởi vì nó không đi với u cho nên là nó không phải là u, thế thôi. Vì nó không đi với âm u cho nên nhìn thấy đi trong nhìn thấy những cái chữ này là giống âm u nhưng mà đừng đọc âm u, phải đọc là duy là được nha. Rồi vì thế các em đọc theo này, chữ này này đọc là duy này, duy. Rồi chữ chi ghép này, chi duy duy. Rồi tiếp này, chi duy e duy. Rồi mọi người đọc theo nữa ha, chi duy duy, chi duy e duy duy, chi duy e duy, chi duy an chuyên chuyên, chi duy ân chuyên, đọc là chuyên, chi duy ân chuyên. Chứ đừng có đọc là chữ này là nhiều người á, thầy từng dạy nhiều người cứ nhìn thấy chữ này bắt đầu đọc là run, không phải là run, chữ này đọc run là sai mà là chuyên ha, chuyên. Đọc lại này, chuyên này, chi duy chuyên 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 chuyên. Đọc lại, chi duy chuyên, chi duy e chuyên, chi duy an chuyên, chi duy ân chuyên. Đúng rồi. Tiếp chữ quy này, chi. Đọc lại, chi này, chi duy chuyên, chi duy chuyên, chi duy e chuyên, chi duy e chuyên, chi duy an chuyên. Đọc lại, chi duy an chuyên, chi duy ân chuyên, chuyên. Đọc lại, chi chuy, chữ chuy là đi, tôi đi, wo chuy, cho nên đọc là chuy. Đây, chuy chuy, đọc là chuy. Chuyên chuyên chuyên, giống như cái từ số 20 của tiếng Anh là twenty, chuyên twenty twenty chuyên chuyên, đọc là chuyên. Rồi chuyên chuyên. Rồi chữ x gì, si si, si yu suy, si yu suy, si yu e suy suy, si yu an xuyên xuyên, si yu ân xuyên xuyên. Rồi ta đọc lại lần nha, suy suy xuyên xuyên. Rồi các em phải lưu ý này, ghi chú này, ghi chú ba chữ chi chi si không đi chung với u, vì nó không đi chung với u cho nên ta nhìn thấy chữ này ghép với ba chữ này, ghép với chữ này thì ta phải nhớ là chữ này là chữ duy, thế thôi, là không có hai chấm trên đầu nha. Vì vậy chữ duy này hai chấm trên đầu này, bỏ hai chấm trên đầu đi, thành vậy còn là chữ u mà thôi, tức là còn lại chữ u nhưng mà vẫn đọc là duy chứ không phải là u ha. Rồi bây giờ là các em hãy chuẩn bị để đọc. Giờ bây giờ mời các em mở phiên âm bài số 3 là phần ghép vần, phần 2 ghép vần. Đây phần 2 ghép vần phần này ha, thấy chưa? Đó, các em nhìn thấy này, phần 2 ghép vần chúng ta sẽ đọc nguyên cái bảng này nha. Rồi, hàng ngang, mời các em đọc theo hàng ngang này. U u a wa u o wo u ai wai u ai wei u an wan u an wen uang uang. Chữ giờ đọc như là tơ tơ tu tơ uo tu tơ uê tuê tơ uan toan tơ uân tuần thơ thơ thu thơ uo thua thơ uê tuê thơ uan toan thơ uân thuần nơ nơ u nu nơ uo nua nơ uan noan lơ lơ u lu lơ uô lô lơ uan loan lơ uân luân tư tư u chu tư u ô chô tư u ê chuê tư u an choan tư u ân chuẩn tư tư u chu tư u ô chô tư u ê chuê tư u an choan tư u ân chuẩn sư sư u su sư u ô sô sư u ê suê,
sư u an xoan, sư u ân xuân. Giết hát uốn lửa nha. Chư, chư u chu, chư u a choa, chư u ô chu, chư u ai choai, chư u ai choai, chư u an choan, chư u ân chuẩn, chư u an choang. Xê hát chư, chư u chu, chư u a choa, chư u ô chu, chư u ai choai, chư u ai choai, chư u an choan, chư u ân chuẩn, chư u an choang. Sư, SH đọc là sư, sư u su, sư u a xoa, sư u ô xô, sư u ai xoay, sư u ai xoay, sư u an xoan, sư u ân xuân, sư u an xoan, xoan. Rư, rư u ru, rư u a roa, rư u ô ruo, rư u ai rơi, rư u an roan, cơ. Cơ u cu, cơ u a qua, cơ u ô cua, cơ u ai quai, cơ u ai quay. Cơ u an quan, cơ u ân quân, cơ u an quang. Cơ, cơ u cu, cơ u a qua, cơ u ô cua, cơ u ai quai, cơ u ai quay, cơ u an quan. Khơ u ân khuân, khơ u an khoang. Khơ, khơ u hù, khơ u a hoa, khơ u ô hô. Khơ u ai hoài, khơ u ai huy, khơ u an hoan, khơ u ân huân, khơ u an hoang, hoang. Thôi, mọi người mỏi miệng chưa? Thiệt là vất vả. Mỗi khi ta đọc phiên âm là dễ bị viêm họng, cho nên là các em hãy chuẩn bị là nước chanh. Khi mà đọc xong phiên âm, uống ly nước chanh vừa giải mệt lại vừa có thể thông cổ họng nha. Hoặc là chuẩn bị kẹo ngậm Tripsim. Thầy là luôn luôn bị viêm họng nên là mỗi lần dạy phiên âm rất là cực à. Rồi bây giờ chúng ta quay lại đọc tiếp phiên âm, là đọc lại một lần nữa nha. Đọc lại một lần nữa là cái phần ghép vần này, đọc theo ha. Tơ, tu, tua, tuy, toan, tuân. Thơ, thu, thua, thuy, thoan, thuân. Nơ, nu, nua, noan. Lơ, lu, lua, loan, luân. Tư, chu, chua, chơi, choan, chuẩn. Chư, chu, chua, chơi, choan, chuẩn. Sư, su, xua, xuây, xoan, xuân. Chư, chu, choa, chua, choai, chơi, choan, chuẩn, choang. Chư, chu, choa, chua, choai, chui, choan, chun, choang. Sư, su, xoa, xô, xoai, xoay, xoan, xuân, xoang. Rư, ru, roa, ruo, rơi, roan, run. Cơ, cu, qua, cua, quai, quay, quan, quân, quang. Khơ, khu, khoa, khua, khoai, khuây, khoan, khuân, khoang. Hơ, hu, hoa, khua, khoai, khuây, khoan, khuân, khoang. Rất mệt phải không? Nhưng mà không sao, các em cứ đọc đi đọc lại nhiều thật nhiều lần. Tuy là lúc ban đầu đọc phiên âm nó có mệt, nhưng mà khi mà ta dịch bài thì ta lại thấy là chúng ta phát âm nó dễ hơn, bởi vì nhờ đọc phiên âm nhiều á. Cho nên các em mỗi một muốn giỏi đọc phiên âm giỏi thì mỗi ngày chúng ta phải đọc đi đọc lại khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, ngày nào cũng đọc. Các em đọc như vậy, đọc phiên âm là khoảng chừng đọc liên liên trong vòng một tháng. Trước khi học bài mới là cứ mở phiên âm ra đọc trước, đọc một lần cũng được.
cứ đọc đi đọc lại nhiều lần như vậy hoài các em sẽ phát âm rất là chuẩn, sau này chuẩn phát âm chuẩn giống như là người nước ngoài, người Hoa vậy đó, ha, rất là tốt ha. Chúng ta đọc tiếp phần phiên âm ở dưới đây, đây phần dưới đây phần nhỏ nhỏ này là ha, cái phần chi chi si ba chữ này. Rồi bây giờ chúng ta đọc theo phần trên cùng. Mặc dù là cái chữ U là không có hai chấm trên đầu nhưng mà vẫn đọc là duy nha, đọc theo. Duy, duy e duy, duy an duyên, duy ân duyên. Rồi xuống dòng chữ N, N, N duy nuy, N duy e nuy, nuy, L, L duy luy, L duy e luê, luê, chi, chi duy chi, đọc là chi duy chi, chi duy e chuê, chuê, chi duy e chuê, chi duy an chuên, chi duy an chuên, chi duy ân chuên. Rồi chữ quy, chi, chi yu chu, đọc là chi yu chu, chi yu e chu, chi yu e chu, chi yu an chuen, chi yu an chuen, chi yu ân chuyên, si, si yu suy, si yu suy, si yu e suy, si yu an xuyên, si yu ân xuyên. Ta đọc lại, nơ, nuy, nuê, chữ L này, lơ, luy, luê, chi, chi, chuê, chuen, chuyên, chi, chi, chuê, chuen, chuyên, si, suy, xuê, xuên, xuyên. Rất là vất vả ha. Sau khi học tốt phiên âm 3 bài rồi, chúng ta sẽ rất tự tin là học tiếng Hoa, phát âm là tốt nha. Rồi, bây giờ các em coi phần dưới là phần biến âm ở dưới này, phần 3 này. Phần 3 dưới là phần biến âm ha, là thầy sẽ giảng sơ qua phần này đi xíu. Tức là có cái chữ chữ y á, y là số 1 á, và cái chữ pu. Khi mà hai cái chữ này là đi với phía sau nó là cái chữ thanh 1, thanh 2, thanh 3 thì vẫn đọc là y. Nhưng mà nếu mà phía sau chữ y mà mang thanh nhẹ hoặc là thanh thứ tư thì cái chữ y này phải đọc là thanh hai, đọc là ý. Ví dụ như ta xem cái chữ y này, ví dụ là ta có ví dụ nè ha, chữ ví dụ một là chữ pu đi, cái chữ pu có nghĩa là không, vậy là thanh một này, pu xin, cái chữ xin là thanh một, chữ lại là thanh hai, chữ hào là thanh 3, nhưng cái chữ truy là thanh 4. Thì ta thấy là cái chữ thanh 1, thanh 2, thanh 3 ta vẫn đọc là pu. Ví dụ pu xin, cái chữ xin là thanh 1 cho nên vẫn đọc là pu xin. Chữ lại là thanh 2, ta vẫn đọc là pu lại. Chữ hào là thanh 3, đọc là pu hào. Chữ truy là thanh 4, ta đọc là pu truy. Vậy là cái chữ pu mà đứng đằng sau là chữ thanh thứ tư thì ta phải đọc là pu. Pu xin là không mới, pu lại là không đến, pu hào là không khỏe, không tốt, pu truy là không đi. Rồi từ số 2, ví dụ 2 là chữ y. Ta có y thiên, y nén, y chỉ và y khoai. Y thiên là một ngày, y nén là một năm, y chỉ là cùng nhau, ý khoai là một miếng, một mảnh. Vì cái chữ khoai là thanh thứ tư cho nên ta đọc là ý, ý khoai. Như vậy là chữ y cũng giống như chữ vu,
là phía sau chữ y và pu là mang thanh 1, thanh 2, thanh 3 thì vẫn đọc là y hoặc pu. Nếu đọc là nếu là thanh 4 thì ta phải đọc là ý nha, hay là chữ pu. Rồi, phiên âm ngữ âm bài số 3 chúng ta đã học xong. Rồi, chúc mừng tất cả mọi người là đã tốt nghiệp phần ngữ âm 3 bài 1 2 3. Chúc tất cả các anh chị các em học tốt phần ngữ âm tiếng Hoa. 再见.